Xin chào các bạn đã đến với kênh tin giải trí. Và bây giờ là những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để theo dõi những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Những ngày gần đây, thông tin về lễ đính hôn của Công Phượng và bạn gái lâu năm tên Viên Minh nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Và nhất là vì gia thế cực khủng của nhà vợ Công Phượng. Từ những hình ảnh hiếm hoi về lễ đính hôn, ai cũng dễ dàng nhận ra sự hoành tráng khi chi phí tiệc cho một khách gần 3 triệu đồng, đám hỏi ở khách sạn sao hoa bậc nhất Sài Gòn. Cũng từ đây nhiều người tò mò về gia thế cô dâu. Được biết cô dâu tên Tô Ngọc Viên Minh là cựu sinh viên trường đại học con nhà giàu RMIT chuyên ngành quản trị kinh doanh. Ngoài ra cô cũng từng đi du học ở Bỉ và hiện đang điều hành công ty riêng đứng tên Công Phượng cũng như việc kinh doanh riêng của gia đình. Dù rất ít chia sẻ hình ảnh về bản thân lên mạng xã hội, nhưng ai cũng có thể nhận ra cô gái này sống dư dả từ bé. Điển hình nhất là chuyến du lịch cùng Công Phượng ở rất nhiều nước châu Âu vào cuối năm ngoái. Ngoài người vợ tài giỏi, Công Phượng còn có người bố vợ quyền lực. Được biết bố vợ Công Phượng là ông Tô Duy Lâm, giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Ông Tô Duy Lâm được tái bổ nhiệm vào chức vụ trên vào năm 2017. Ông đã giữ chức vụ này hai nhiệm kỳ từ năm 2012 đến nay. Bố của Viên Minh sinh năm 1967, có trình độ học vấn cao học, trình độ nghiệp vụ quản trị kinh doanh ngân hàng. Tuy nhiên Công Phượng cũng được cho là xứng đôi vừa lứa với Viên Minh khi sở hữu thu nhập khủng. Ngoài quán cà phê được mở tại Gia Lai và Hà Nội, anh cũng mở công ty riêng với tên gọi Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại tiếp thị thể thao BM với trụ sở ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây cầu thủ Công Phượng đã có chia sẻ sau lễ đính hôn, đồng thời công khai những khoảnh khắc hạnh phúc bên cô dâu. Trên fanpage chính thức của mình, tiền đạo quê Nghệ An đã có đôi lời tâm sự cùng fan sau chuyện cưới xin đột ngột. Công Phượng viết: "Thoạt đầu Phượng và Minh dự định làm lễ đính hôn ấm cúng 100 người, chỉ dành riêng cho gia đình và bạn bè thân thiết của hai bên, đồng nghĩa với việc không chia sẻ vấn đề này với báo chí. Nhưng cả Phượng và Minh rất bất ngờ khi nhận được sự quan tâm cũng như những lời chúc phúc, nên hôm nay Phượng thay mặt gia đình hai bên cảm ơn đến mọi người cũng như các anh chị báo giới đã dành sự quan tâm cho Phượng và Minh." Dòng chia sẻ này cũng là thông cáo chính thức và duy nhất từ Phượng về buổi đính hôn này. Một lần nữa chân thành cảm ơn mọi người. Ngoài việc thông tin chính thức về chuyện đại sự, Công Phượng cũng khoe những bức ảnh cực đẹp chụp tại lễ đính hôn của anh và người vợ. Công Phượng bảnh bao điển trai thu hút, còn cô dâu xinh đẹp rạng ngời. Cặp đôi đứng bên nhau vui cười hạnh phúc. Dù có gia thế cực khủng, cô dâu Viên Minh vẫn chọn phong cách thanh lịch đơn giản, diện một thiết kế váy cưới trễ vai nhẹ nhàng, tôn lên nhan sắc và vóc dáng của mình. Không dừng ở đó, nhà thiết kế váy cưới của Viên Minh còn bật mí một bí ẩn đằng sau, khiến công chúng không khỏi bất ngờ và càng thêm yêu quý sự tinh tế, giản dị của đôi trẻ. Cô dâu Viên Minh khoác lên người bộ váy cưới nhẹ nhàng đơn giản với thiết kế trễ vai, đi kèm với chiếc nơ to bản phía sau lưng. Viên Minh búi tóc nhẹ nhàng khoe trọn bờ vai trần và phần cổ thanh mảnh. Được biết, bộ váy cưới của Viên Minh là một thiết kế của nhà thiết kế Linh Nga. Bộ váy được làm từ chất liệu satin lụa Hàn Quốc có độ bóng mờ. Mẫu váy này có giá thuê là 35 triệu đồng, chứ không phải vài trăm triệu như nhiều cô dâu nổi tiếng khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mỗi ngày.